Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong nội dung video hôm nay, mình xin cập nhật và gửi đến quý vị và các bạn thông tin về việc liên quan đến sự khuất tất những khoản tiền mà bà Hằng vu khống và quy trực cho vợ chồng công Vinh là ăn chặn với số tiền là 82 tỷ đồng. Và hiện tại thì cơ quan chức năng cũng đã điều tra và làm rõ vấn đề này để đem lại sự công tâm và minh bạch cho xã hội. Bên cạnh đó thì hôm nay công Vinh cũng đã có một cái động thái đáp trả thẳng thừng lại đối với cơ quan chức năng và trước cộng đồng mạng chúng ta một câu đanh thép khi cho rằng vợ chồng công Vinh và Thị Tiên ăn chặn và khuất tất số tiền là 82 tỷ đồng. Về việc này thì để bảo vệ cho người thân của mình thì mới đây lại xuất hiện cô ca sĩ Khánh Chi là em ruột của cầu thủ Công Vinh cũng đã có động thái lên tiếng nhằm để bảo vệ cho anh trai của mình. Thì Khánh Chi cũng đã có nhiều lời chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Và hôm nay qua bài viết này, mình xin cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn chúng ta cùng tham khảo và hiểu thêm sự việc này. Để khẳng định một lần nữa là Công Vinh không hề có những động thái khuất tất bên sau sự việc này. Qua cái drama bà Phương Hằng tố cáo rất nhiều nhiều người trong giới nghệ sĩ đã cho rằng là ăn chặn. Và hôm nay thì Công Vinh lại khẳng định trước cơ quan chức năng và báo chí chúng ta một lần nữa, anh khẳng định rằng việc đó để cơ quan công an giải quyết rồi, chúng ta hãy chờ xem ai gian lận thì sẽ biết. Thưa quý vị và các bạn, Công Vinh nói một câu đanh thép khi bị tố lên công an là ăn chặn và khuất tất 82 tỷ đồng tiền từ thiện. Thưa quý vị và các bạn, qua tin nhắn thì mới đây cô em gái của Công Vinh cũng có động thái để bảo vệ anh trai của mình. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến cô em gái của Công Vinh, tức là ca sĩ Khánh Chi, không chỉ được biết đến là một hot girl mà ca sĩ này còn sở hữu một nhan sắc khá xinh đẹp. Khánh Chi còn nổi tiếng hơn khi là em gái của cầu thủ Công Vinh. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ thì người đẹp 8X này cũng sống kín tiếng hơn về đời tư. Vào tối ngày 8 tháng 10 thì Khánh Chi bất ngờ chia sẻ ảnh chụp màn hình về đoạn hội thoại giữa cô và anh trai của mình. Cô đã tự hào về anh và gia đình sẽ luôn bên cạnh và tin tưởng anh chị. Khánh Chi viết trên dòng trạng thái của mình như vậy. Trong tin nhắn thì Công Vinh cũng có thông báo với em gái của mình rằng mọi việc đều sẽ tốt đẹp thôi ạ. Công an vẫn đang trong quá trình điều tra để xác minh ra số tiền từ thiện. Mặc dù rất tin tưởng ở anh trai nhưng Khánh Chi vẫn còn đôi chút lo lắng. Như thông tin thì ông xã Thủy Tiên cũng đã trấn an em gái của mình chịu khó đợi một thời gian nữa, thì sẽ có kết quả kết luận điều tra từ cơ quan chức năng. Chỉ có cách này mới lấy lại danh dự cho mình thôi. Đặc biệt, Công Vinh cũng nhấn mạnh rằng không ai có hại mình được đâu. Mình đã làm việc thiện chứ có làm việc ác đâu. Đó là lời chia sẻ và đáp lại tấm chân tình của em gái mình từ Công Vinh. Cụ thể rằng, dù ở rất xa, nhưng Khánh Chi vẫn luôn theo dõi mọi hoạt động của anh trai của mình cùng chị dâu là ca sĩ Thủy Tiên. Khi vợ chồng Công Vinh vướng vào thị phi, thì nữ ca sĩ này thường xuyên chia sẻ các bài đăng giải trình giấy tờ của Thủy Tiên về việc sao kê tiền từ thiện. Cô cũng tâm sự rằng cô luôn tự hào về anh trai và sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ người thân của mình. Và thời gian gần đây thì liên tục xuất hiện những đơn tố cáo, tố giác ca sĩ Thủy Tiên liên quan đến những sai phạm khi kêu gọi và làm từ thiện. Mới đây nhất thì trên mạng xã hội cũng rầm rộ tin nhắn đồn rằng vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên bị mời lên công an để làm việc. Trước sự việc này thì Cục Cảnh sát Hình sự cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền mà vợ chồng Thủy Tiên đã cứu trợ tại các địa phương này. Về những thông tin tiêu cực được lan truyền thì luật sư đại diện cho vợ chồng Thủy Tiên cũng cho biết rằng việc tiếp nhận tố cáo tiến hành hoạt động điều tra là chức năng và nhiệm vụ của cơ quan điều tra, trong đó có lực lượng công an được thực hiện theo nguyên tắc và trình tự do pháp luật quy định.
Chúng tôi cũng rất hy vọng và tin tưởng sự vào cuộc của cơ quan chức năng sẽ giúp cho mọi việc được nhanh chóng, được sáng tỏ để ngăn chặn kịp thời những thông tin không chính xác đang được lan truyền hiện nay. Chúng tôi vẫn khẳng định rằng sẽ phối hợp tối đa với các cơ quan điều tra và cung cấp đầy đủ các chứng từ, thông tin, tài liệu theo yêu cầu từ cơ quan chức năng. Và đại diện của ca sĩ Thủy Tiên cũng bày tỏ trên trang thông tin của mình như vậy. Và trước sức ép của dư luận và sự căng thẳng của vụ việc này, không để mất lòng tin từ cộng đồng mạng cũng như những mạnh thường quân, thì động thái mới Thủy Tiên cũng sẵn tiện và đáp trả luôn về những sự việc này. Khi báo chí liên hệ lên thì nữ ca sĩ Thủy Tiên cũng cho biết rằng cô khá bất ngờ trước thông tin bị tố giác là ăn chặn gần 82 tỷ đồng này. Và cô cũng chưa nhận được thông báo nào từ phía cơ quan công an điều tra. Ngoài ra thì Thủy Tiên cũng còn khẳng định rằng sẽ chờ và tin tưởng vào kết quả điều tra từ phía cơ quan chức năng. Thưa quý vị và các bạn, như trước đó thì trong đơn tố giác có ghi rõ rằng theo công bố của bà Tiên trên trang cá nhân thì có tổng số tiền của công chúng gửi đến cho tài khoản của bà Tiên là 177.792.720.438 đồng lẻ, và bà Tiên cũng đã giải ngân toàn bộ số tiền nơi cần được trợ giúp. Tuy nhiên, cộng đồng mạng xã hội phát hiện ra một số lượng khuất tất tiền, trong đó có hai tài khoản khuất tất và với tổng số tiền lên đến là 81 tỷ 300 triệu đồng. Bà Phê cho rằng bà Tiên đã có hành vi lạm dụng uy tín chiếm đoạt tài sản số tiền trên. Và bà Phê là người đã viết đơn tố cáo ca sĩ Thủy Tiên ăn chặn số tiền là 82 tỷ đồng này đây quý vị và các bạn. Qua sự việc này thì Thủy Tiên cũng đã có động thái đáp trả lại sự việc này trước cơ quan báo giới cũng như cơ quan chức năng. Và trước đó thì vào ngày 17 tháng 9 thì Thủy Tiên và Công Vinh cũng đã thực hiện việc sao kê của mình đúng như hứa hẹn. Theo tất cả những giấy tờ được Công Vinh và nữ ca sĩ này công khai, tổng con số cô nhận được từ việc kêu gọi quyên góp tiền từ thiện đúng hơn là 177 tỷ đồng. Và bên cạnh đó thì luật sư của ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh cũng đã thẳng thừng lên tiếng cho biết rằng chúng tôi khẳng định chúng tôi lựa chọn áp dụng các biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ quyền lợi chính đáng phù hợp hợp pháp của Thủy Tiên, Công Vinh trước tình trạng các tổ chức cá nhân những hành vi vu khống, nói xấu, đăng tải và lan truyền những thông tin sai sự thật. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt một hành trình diễn ra trong 7 tháng qua đối với cái drama của bà Phương Hằng, bà đã xúc phạm và nhục mạ rất nhiều người liên quan đến việc là tố cáo ăn chặn tiền từ thiện và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì thông tin của vụ việc này đến hôm nay thì cơ quan chức năng cũng đã đồng loạt vào cuộc để giải bài sự khúc mắc này để đem lại tiếng nói chung cho xã hội. Và đây cũng là động thái mà tất cả các cộng đồng mạng cũng như mọi người đều quan tâm đến sự vào cuộc của cơ quan chức năng để đem lại tiếng nói công tâm và giải oan cho tất cả những người đã bị bà Phương Hằng vu khống trong suốt một thời gian khá dài. Đến đây mình xin kết thúc video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Mình xin chúc quý vị và các bạn một ngày luôn bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái.